Ta vẫn ở lớp một ngày 15 sửa chữa đúng không? Chúng ta là lớp học từ xa. Lý thuyết thì chúng ta học qua video rồi. Thì đến đây là thực hành kỹ năng sửa chữa. Hôm nay là chúng ta thực hành kỹ năng sửa chữa khối nguồn nhá. Kỹ năng sửa chữa khối nguồn. Kỹ năng sửa chữa khối nguồn sung. Thì bây giờ các anh học từ xa rồi. Giờ, khi hỏng nguồn sung thì hiện tượng của máy như nào? Hiện tượng. Đầu tiên là anh phải biết hiện tượng đã đúng nhỉ? Hiện tượng như nào? Cầm điều khiển từ xa bật được cái gì không ạ? Không có tín hiệu. Có gì không? Không có tín hiệu. Bật điều khiển từ xa. Không lên đèn đúng không? Không lên đèn. Có báo. Không có chuông. Thế nhưng mà tôi bảo là cái hiện tượng này thì nguồn nó hỏng nó cũng bị, thạch anh hỏng nó cũng bị, đúng không? ACDS hỏng nó cũng bị. Thế tại sao các anh lại biết là hỏng nguồn? Đúng không? Đấy thì anh phải nhìn mắt thường có thấy không hay là phải đo? Đo. Vâng, đo thì đo cái gì ạ? Đo đúng không? Đúng không? Thì tất nhiên là từ cái bệnh này thì chúng ta có một cái nhận xét. Một, có thể là mất 5V, đúng không? Hai, hỏng thạch anh. Ba, mất reset. 4. Mất ACDS. Thì chúng ta sửa nguồn, chúng ta đầu tiên là chúng ta kiểm tra cái này này, đúng không? Thế thì chúng ta kiểm tra cái này thấy nó mất này. Tiếp theo kiểm tra này thấy nó mất. Thì chúng ta đi sửa nguồn, chúng ta kiểm tra 5V còn thì đi sửa nguồn làm gì, đúng vậy? Bây giờ tôi cứ cho là mất 5V đi, kiểm tra thấy mất 5V, mất 5V đúng không? Thì bây giờ mất 5V rồi thì các anh phải xác định, trước khi sửa các anh phải xác định nguyên nhân, đúng không? Thì cứ để này sửa luôn hay là có cần chia nhỏ vậy ra? Chia nhỏ mình ra. Nếu cứ để này sửa thì sao? Thì gạch ra được khoảng 20 cái đầu dòng, đúng không? Kiểm tra hết 20 cái đầu dòng này hết buổi sáng. Thế còn nếu mà chia được ra thành 4 bệnh thì mỗi bệnh nó còn được khoảng 4 cái đầu dòng, 5 cái đầu dòng. Thì sửa trong mất được khoảng 15-20 phút. Đấy là cái phương pháp sửa đấy. Bởi vì khi anh đã không chia bệnh ra thì anh gạch 20 cái nguyên nhân, thì cái nguyên nhân mà những cái nguyên nhân mà nó không sinh ra bệnh thì anh lại thường mất thời gian về đó, đúng không? Thế thì các đồng chí đã học qua từ xa rồi, cho tôi biết cách chia bệnh là như nào nhỉ? Kiểm tra như đầu tiên kiểm tra gì nhỉ? Đầu tiên kiểm tra cầm cái gì, kiểm tra đo gì trước ạ? Đo tủ lọc 5V đấy. 3V. Đo tủ nguồn 300V. Đo tủ nguồn chứ. Đầu tiên cứ đo cái cầu trì cái đã, đúng không?
Cho đầu chì nữa đã. Đầu chì. Đúng không? Cho cầu chì. Nếu nó đứt thì đấy là bệnh 1. Nhá. Cái này hình như trong yêu có mà. Đúng không? Hôm qua chưa nhớ rồi. Kiểm tra đo cầu chì. Nếu đứt tôi bảo đấy là bệnh 1. Đấy tôi đang chia bệnh ấy. Cho nên trong quá trình sửa chữa, càng chia được nhiều bệnh ra thì càng nhanh, sửa càng nhanh bấy nhiêu. Chia càng nhiều bệnh ra thì sửa càng nhanh bấy nhiêu. Còn anh cứ để tùm lum một bệnh thì anh sửa hết buổi sáng mới xong một bệnh, đúng không? Nếu cầu trì không đứt thì mới cắm điện. Nếu cầu trì không đứt thì cấp điện và đo áp vào, áp ra. Chúng ta sẽ gặp mấy trường hợp ạ? Trường hợp thứ nhất có vào, đúng không? Có vào 300 và ra bằng 0. Đây tôi gọi là bệnh số 2. Trường thứ hai là gì ạ? Đấy, cho nên là thực hành nó không khó. Thực ra thực hành là để nhớ lý thuyết thôi. Thì thực hành không khó đâu. Khi đã thuộc lý thuyết rồi thực hành dễ lắm. Đúng không? Nó giống như tôi ở một nơi khác, tôi đến một thành phố. Nếu như mà ở nhà tôi đã thuộc cái thành phố đó ở trên cái bản đồ rồi, tôi đi đường rất là nhàn, thậm chí tôi không cần hỏi thăm luôn. Chúng ta y như vậy đấy. Đúng không? Thế còn trong đầu mình ý, bản đồ nó chưa có thì cứ hỏi thăm, chỉ đi cứ hỏi thăm nó chẳng nữa, chỉ đi được một đoạn xong lại phải hỏi, cứ liên tục phải hỏi thăm, có đúng không ạ? Nhưng mà trong đầu mình đã nhớ cái bản đồ rồi ý, thì tôi thậm chí tôi không cần hỏi thăm luôn. Cho nên là học cái nghề này cũng thế, nếu mà trong đầu tôi đã có lý thuyết rồi tôi thực hành nó dễ lắm. Có vào 300V áp ra bằng 0, bệnh 2 gì nữa, có áp ra nó dao động, nó dao động mạnh và có thể nó dao cao một chút, dao động cao thì tôi gọi đây là bệnh số 3. Hoặc là cái trường hợp này nó cũng bị này, nó có trường hợp máy nó bị này, ra một cái rồi mất, tức là ra một lần rồi nó mất, thì nó cũng là cái bệnh này, nó cũng cùng cái nguyên nhân này nhé, hai cái thằng này nó cùng nguyên nhân nhé. Trường thứ tư là dao thấp và nó hơi dao động. Đây là bệnh số 4. Đấy, nếu như anh ngồi anh mà chia được ra thành bốn bệnh này mất bao nhiêu phút ạ? Theo tôi, theo cái anh mà nếu mà cầm đồng hồ đo mất bao nhiêu phút? Đo cái cầu chỉ mất 10 giây. Cắm điện đo ba cái áp này. Tôi cho là mất được khoảng 2 phút. Đúng không? Cái cho tật là mất 5 phút đi. Sau khi anh mất 5 phút để anh chia ra bốn bệnh này thì thời gian sửa của anh tiết kiệm được 1 tiếng. Thấy hiểu không ạ? Đáng nhẽ tất cả anh để tùm lum một bệnh thì anh sửa hết 1 tiếng rưỡi, ví dụ thế, hay là 1 tiếng 20 phút. Sau khi anh chia ra bốn bệnh này cái anh tự nhiên anh sửa còn 20 phút thôi. Đấy. Cho nên là tại sao trong cái quá trình sửa chữa chúng ta muốn sửa nhanh bao nhiêu thì chúng ta càng phải chia nhỏ bệnh ra bấy nhiêu. Thấy hiểu không ạ? Chúng ta để một bệnh thì có nghĩa là nó tất cả nó tùm lum vào một nguyên nhân, rất là nhiều nguyên nhân. Chúng ta chia nó ra một cái thì tự nhiên nó còn rất ít nguyên nhân. Đúng không? Tôi lấy ví dụ. Nếu mà chúng ta gặp cái bệnh số 2 này thì chúng ta xác định nguyên nhân nó còn cái gì ạ? Do gì ạ? Mất hồi tiết, đúng không? Nguyên nhân của nó là mất hồi tiết. Hồi tiết thì hồi tiết ở đây nó có một con ô tô này, ô tô Quang này, có một con K431 này, có hai con chở, một con chở đi vào chân ô tô này, một con chở đi vào chân con này. Đấy, nó chỉ có rơi vào bốn con thôi. Hỏng con này, hỏng con này, hoặc là hỏng con chở đi vào ô tô, hỏng con chở đi vào không. Mất thế thôi. Thế thì bốn con này thì
lại dùng cái phương pháp để kiểm tra tiếp, giống hôm nọ tôi bảo đấy, lại phân tích để chỉ ra một con, còn nếu mà không chỉ ra được thì thay dần, thay con này trước, không được thay đến con này, không được thay đến con này, không được thay đến này, đúng không? Còn nếu mà có phương pháp gì đó kiểm tra thì chỉ ra luôn con gì hỏng. Tôi lấy ví dụ, tôi đo vào chân con này, chân một con này mà con này nó cấp điện cho con này nhá, con này nó cấp điện cho con này nhá. Tôi đo chân một con này mà thấy mất, tôi bảo đứt con này. Tôi đo chân R con này thấy mất điện, tôi bảo đứt con này. Còn nếu mà chân một con này nó còn điện, chân R con này còn điện, còn hai con này thôi, hai con nào trước thì khác. Hiểu ý không ạ? Thế còn à xin lỗi, đây là bệnh 3 chứ, nhầm. Bệnh 3 thì mới thế này, mới là mất hồi tiết. Bệnh 3 nhá, áp da cao và dao động ấy, hoặc là da một cái vừa mất là bệnh 3 này này, thì nguyên nhân nó là mất hồi tiết. Thế còn bệnh này nó do chập cái con diốt đi về chân VCC hoặc là hỏng IC. Thế còn bệnh này chập mấy con diốt sung hoặc là chập tải. Thế còn mỗi cái bệnh này thì khó hơn một chút, đứt cầu chì này khó hơn một chút. Thế thì đứt cầu chì khó hơn một chút thì tôi đã chỉ ra này, cái phương pháp sửa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nếu như không biết cách sửa cứ làm theo tôi là nó ra vậy, đúng không? Đấy. Thế bây giờ thực hành nhá. Đấy, cho nên thực hành nó không khó, mà khó là chúng ta nhớ được cái lý thuyết này. Nếu mà trước khi thực hành thì chúng ta chia được ra như thế này cái thì dễ không có gì đâu nhá. Đấy, cho nên là sửa nó còn có phương pháp là như thế. Dẫn các bạn như này. Bây giờ sửa một cái bo này. Thì cái bo này đầu tiên là chúng ta thấy hiện tượng là chúng ta cắm điện. Giả sử như vậy, chúng ta bật nó không lên đèn báo chẳng hạn, tôi lấy ví dụ như thế. Bật không lên đèn báo. Thế thì sau đó chúng ta mới đi kiểm tra cái 5V nó bị mất. Thì nói về 5V thì chúng ta lại phải biết cái chỗ 5V đúng không? Thì nó bị mất. Thì lúc đó là chúng ta nghi là cái khối nguồn nó hỏng, đúng không? Thế thì chúng ta phải có cái phương pháp để chúng ta chia nhỏ bệnh ra. Thì trong cái bệnh đầu tiên đó là chúng ta đo thấy nó đứt cầu chì. Đứt cầu chì chẳng hạn. Khi nó đứt cầu chì rồi thì chắc chắn là đằng sau cầu chì này nó sẽ chập một con gì đó. Thì sau đó chúng ta phải đo cái con này, tụ bảo vệ quá con này này, và IC. Thì IC thì chúng ta đo vào đâu? Chúng ta đo vào thang nhân 1. Chúng ta đo giữa chân D và chân mát. Đấy, mỗi khi tôi bảo chân D thì anh em phải hình dung ra chân D nó là chân nào, đúng không? Thì tí nữa phải anh em phải tiếp tục dò mạch. Nói là tôi bảo là tìm cho tôi chân D, cái này anh em phải tìm được. Và mát thì nó một là nó lên kim cả hai chiều là nó chết nhá. Ví dụ anh em mà đo giữa D và mát nó lên kim cả hai chiều là nó chết nhá. Hoặc là nó không lên kim nó cũng chết. Còn nó tốt thì sao? Nó có một chiều lên một chiều không. Thì cái đó chúng ta đã tìm ra thì ta gọi đó là bệnh số 1, tức là bệnh đứt cầu chì và chập IC, nói tóm lại như vậy. Cái bệnh thứ hai là điện nó vào cầu chì không đứt, điện nó vào đến tận đây rồi, 300V có rồi. Ví dụ thế, chúng ta đo 300V, chúng ta cắm điện, chúng ta đo 300V đây có rồi, nhưng đo áp ra nó bằng 0. Thì trong cái bệnh hai này nó có hai nguyên nhân. Một là chập con diode này. Diode nó quay về cái chân VCC. Hai là hỏng IC. Thế thì tôi đo diode thì nó lại không chập. Tôi đo diode nó vẫn tốt thì đó là cũng là hỏng IC. Thế thì sửa một cái nguồn hay là cấy hay là bất kể cái gì đó, cái việc cuối cùng mà hàn IC vào thì ai làm được. Tôi cứ bảo chân 1 của con này anh đấu vào chân 3 con kia, chân 2 con này anh đấu vào chân 4 con kia, có đấu được không ạ? Ai chả đấu được, đúng không? Thế nhiều cái khó nhất là cái gì? Khó nhất đó là cái khâu mà anh phải tự xác định được khi nó lổ IC rồi, nó lổ tung lưng rồi, anh không biết số của nó thì anh phải tự xác định được đâu là D, đâu là GLD, đâu là VCC và đâu là FB.
Thế sau khi xác định được FB rồi, anh phải xác định xem là nó là FB cộng hay là FB trừ. Mỗi thế thôi. Anh sửa được ngay, đúng không nhỉ? Thì bây giờ coi như con DC này đã hỏng đi và nó cũng bị mờ mất số rồi đi nhá. Thì bây giờ tôi xác định cho chúng ta xem nhá. Thứ nhất, đây là âm tụ. Đây là âm tụ nhá. Nó thông đến chân này. Thì chân này nó gọi là gì ạ? GLD. Vâng. Cái chân thứ hai nó chạy thẳng về biến áp, mà tôi lại đo cái biến áp này nó lại thông về dương tụ 300V thì gọi là chân gì ạ? D. Vâng, là D. Đây là GLD nhé, đây là D nhé. Cái chân thứ ba nó thông vào đầu cái diode này, mà diode đi qua diode thì nó đi về biến áp. Đây, đi qua diode nó đi qua một con trở con này để nó về biến áp, nó về cái cuộn hồi tiếp này. Thì cái chân nó thông với diode này gọi, người ta gọi là chân gì ạ? VCC. Ok. Còn cái chân mà nó thông với photo quang. Đây, bây giờ chúng ta xem những hai chân photo quang này có chân nào thông mát không. Ta hiểu như này, trong hai cái chân photo, chân 3 photo quang này này, nó ghi rõ số 3 đây này, mà nó không thông xuống mát thì có nghĩa là nguồn này nó sẽ là FB trừ rồi. Đúng nhỉ? Còn nếu mà nó là FB cộng thì kiểu gì chân 3 photo quang nó cũng phải là xuống mát nhá. Nhớ mỗi cái như vậy. Thế bây giờ FB trừ thì chính cái chân 3 nó về chân nào thì đó là FB trừ ở đó. Ta hiểu không ạ? Thế bây giờ tôi đã xác định được là gì? Tôi đã nó có đây, nó có 8 chân. Tôi vẽ lại nhá, vẽ lại cho anh em xem nhá. Đây là 1, vẽ đúng như này nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 nó như này. 7 8 là mát nhá. GLD nhá. Cái chân 6 này tôi thấy nó bỏ trống. Phải không? Tôi ghen là C. Chân 5 là D nhá. Chân 4 là VCC nhá. Thì bây giờ tôi chỉ xác định nốt cái FB thôi. Còn những cái chân khác tôi bỏ qua. Bây giờ tôi dò chân 3 của photo quang này, nó không đi xuống mát thì nó đi về chân nào thì chân đó là chân FB. Nó đi về con trở này nhá. Đi qua một con trở nhá. À, nó về chân số 2 nhá. Về chân số 2. Như vậy là chân 3 của photo quang nó không xuống mát thì tôi về chân số 2 này thì tôi gọi FB, chân 2 nó là FB trừ nhá. Đấy. Thì bây giờ như này, đây là photo quang. Đây là chân 1. Đây là chân 2, đây là chân 3, đây là chân 4, 1 2 đây. 3 4 đây, thì bây giờ nó đang FB trừ như này thì bây giờ tôi chuyển nó thành FB cộng bằng cách là tôi đem chân 3 là chập đất. Chân 4 này tôi thấy nó thông về, thấy nó thông về chân 1. Chân 4 photo quang tôi thấy nó thông về chân số 1. Thì bây giờ tôi tháo xe ra thì chân 1 đằng nào nó để rỗng rồi. Có cần cắt mạch nữa không? Không cần nhá. Bởi vì tôi tháo xe ra là nó đằng nào nó rỗng rồi. Mà nó lại không bám vào chân VCC. Đúng không? Tức là chân này nó không bám vào chân VCC thì không cần cắt mạch. Anh em hiểu gì không? Nhá. Nhưng mà phải thêm cho nó một cái tụ vào đây nhá. Thì bây giờ tôi mới thao tác như này. Tôi tháo IC này ra. Đấy, thậm chí là tôi còn không cần biết IC này nó tên là gì. Nhá. Không cần biết IC này nó tên là gì. Đấy. Cái kỹ năng hàn này các anh cũng phải học nhá. Ô, ngày mai không hàn được là giống như là cụ già nhìn thấy thịt gà mà không ăn được. Vì là rụng hết răng rồi. Người già chỉ sợ. Đấy, hàn này tôi hàn bằng cái này nó tùy, chúng ta quen cái nào chúng ta dùng cái đấy. Có người thì quen cái hút kiếc. Tôi nhiều khi tôi dùng cái này nó có khi nhanh hơn hút kiếc. Phải không? Sạch hơn. Nói chung là cái gì phải biết, cái gì phải dùng được thì đa di lăng như vậy. Đấy, rất nhiều con xe nó chết nó lổ lưng, mình không đọc được chỉ số. Đấy. Thế bây giờ nhá, con này chân 1 nó là mát,
Một là mát thì chúng ta cố gắng cắm nó được 3 chân nhé. Một con IC phải cắm được 3 chân để nó thành cái thế chân kiềng nó mới đứng được. Chân 1 là mát, chân 2 là D. Đấy, tôi chọc nó ra đây. Chân 3 là VCC. Đấy, tôi bẻ nhá. Chân 4 là FB thì tôi bẻ nó lên trên nhá. Thì tôi câu dây. Khi đã bẻ rồi thì đừng bẻ lại nhá. Nó chỉ cho bẻ đi thôi, không cho bẻ lại đâu. Bẻ lại cái là nó gãy. Đấy, làm sao đó để tôi cắm được 3 chân là ok. Cắm được 3 chân thì tôi lấy cái thế kiềng 3 chân. Anh em cứ học tốt cái video là nhìn liếc qua cái này là làm được nha. Cứ học tốt ở trong cái giáo trình video cái là chỉ cần liếc mắt vào đây cái là đấy. Làm sao đó để chúng ta cắm được 3 chân để nó thành cái thế chân kiềng, kiềng 3 chân để nó giữ. Đấy, còn những cái chân khác kệ nó, à nấp thiếc vào, không cần, để chống, coi như để chống nhá. Thế bây giờ mới làm cái động tác như này. Hàn chân 4, hàn chân 3 thằng này xuống mát. Hàn chân 3 thằng này xuống mát. Thì cái chân 3 nó về đây này. Thì cho một tí dây vào đây là nó xuống mát luôn này. Đây, chân 3 nó về đây rồi. À đây, chân 4 nó có tụ đây này. Chân 4 với chân 3 nó có tụ rồi đây này. Không cần nữa nha. Có tụ rồi thì không cần nữa. Đấy, cái động tác này là tôi đã chập chân 3 xuống đất rồi đây này. Chập chỗ nào được, miễn là chân 3 nó thông đất là được. Hiểu không? Rồi, ok. Xem lại chân 3 thông đất chưa. Thông rồi nha. Chân 4 có vướng mắc gì không? Chân 4 về đây, bây giờ câu dây. Câu dây cho nó lên trên. Đấy, nếu mà có IC sẵn, IC trên thị trường sẵn để chỉ được thay thì lấy công nó thấp hơn. Còn nếu như không có IC thì phải lấy công bác nhiều hơn. Yeah. Đúng không? Cái bo này đi mua đắt phết đấy, bo này 1 triệu bạc ấy, rẻ đâu, triệu hơn triệu ấy, bo in mà. Đây, thì hàn chân 4 này, hàn chân 4 này vào chân 4 của photo qua. Đấy, xong rồi đấy. Đấy, ép nó xuống cho nó đẹp. Làm như nó phải có cả thẩm mỹ nữa. Đấy, dây hơi rơi dài tí. Đấy, bây giờ làm con chở mồi nữa. Chở mồi thì từ chân 3. À, từ chân, đúng rồi, chân 3 nhỉ. Thế, chân 1. Lên VCC. Thì xem cái VCC ở đâu. Ở bên trên này, câu bên trên này cho luôn này. VCC đây, nó đầu con tụ này. Câu luôn vào đầu tụ này được. Đây này, VCC nó vào đầu tụ này này. Đầu tụ hay là đầu chở được. Đấy. Uốn cho nó một cái về chân 3 này.
Đấy, cấy này thì rơi vào cái bo mà nó không có linh kiện thay thì có giá trị không? Dạ. Yeah. Đấy, không có giá, nếu mà không có linh kiện thay mà không biết cấy thì phải thay bo. Thay bo. Đấy. Trông cũng xinh nhưng không đến nỗi. Dạ. Yeah. Rồi gái sang thành công. Đây, chú ý nhá, khi bất kể làm cái thao tác thì mình có thể mình hàn bị nhầm. Thì cắm vào cái ổ điện có bóng đèn này này. Nhá. Úi giời, chạy rồi. Đúng không? Đấy. Nếu mà IC mà đi khắp cả chợ trời mà không mua được thì làm này có phải giá trị không? Nhé. Yeah. Nếu không làm được thì thay bo thế thôi. Thế thì bây giờ mọi người thấy cái rút kinh nghiệm là rút ra bài học gì? Cấy có gì khó? Tôi chỉ có mỗi đấu dây thì chả có gì khó cả, đúng không? Đây bây giờ giả sử nó rơi hai cái bệnh này, nó rơi vào IC này. Một là bệnh 1 này này và bệnh 2 này là nó rơi vào IC nhé. Còn bệnh 3, bệnh 4 nó không rơi vào IC đâu nhé. Chú ý nhé. Thế bây giờ giả sử nó rơi vào IC mà IC nó hiếm, mình đi mua nó không có, thì đây là phương pháp cấy IC. Phương pháp cấy IC. Thế thì tôi có một con IC như này, cho một con IC như này 5L0380. Con này thì nó có 4 chân thôi. Có 4 chân thôi. 5L0380 nha. Có mỗi 4 chân thôi. Chân 1, chân 2, chân 3, chân 4. Trong đó chân 1 là mát, chân 2 là D, chân 3 là VCC, chân 4 là FV cộng. Đây tôi cho biết cái con này, và con này nó phải đi với chặng ngồi của nó là 220k. 2W đi. 1W, 2W đều được. Nếu mà cho 1W nó nóng thì cho 2W. Và đầu này nó vào 300V. Bây giờ anh dùng con này anh cấy vào bất kể nguồn gì cũng được, với điều kiện cái nguồn đó nó có đủ 4 chân này. Ta hiểu ý chưa? Còn nó thừa thì kệ, cái chân thừa bỏ đi. Nhưng mà nếu nó thiếu thì không cấy được. Ví dụ nguồn nó chỉ có 3 chân này, thôi, nó không có chân này thì cấy là hơi khó, đúng không? Lại phải tạo ra cho nó một cái chân đấy. Nhưng mà nguồn nó có thừa chân, tức là nó có đủ 4 chân này rồi nhưng nó còn thừa thêm một chân nữa thì kệ nó, bỏ đi. Ta hiểu ý không ạ? Thế thì có nghĩa là ví dụ bây giờ mà con này cấy cho một con IC có 3 chân có cấy được không? Cấy được. Cấy thì khó, khó cấy. Bởi vì sao? Bởi vì nó thừa một chân này câu vào đâu? Hả? À, nó có 4 chân, bây giờ cấy vào con IC có 3 chân thì còn một chân nó câu vào đâu? Ta hiểu ý không ạ? Cho nên là nhưng con này cấy được vào cái con có 5 chân thì cái chân thừa đấy mình bỏ đi. Hiểu ý không? Nhớ này nhá. Thế bây giờ cái con IC mà mình định cấy á, sau này phải cấy được cả cái con IC mà như này, nó lổ, nó mất chỉ số rồi nhá. Thế nhiều anh nó lổ tung lưng rồi, nó không biết chỉ số là gì cả, thì lúc đó đòi hỏi chúng ta phải vẽ được nó ra và phải hiểu được chân. Còn lấy ví dụ bây giờ có một con IC nó có 8 chân, bây giờ nó lổ, nó mất chỉ số rồi nhá. Thì bây giờ các anh có xác định được các chân này không? Đấy, mình xác định chân này, nó lổ, nó mất chỉ số rồi, không biết chỉ số đó là gì.
Thế bây giờ cái giò là cái chân nào nó thông được âm tụ không? Có. Thì cái chân đấy nó gọi là gì? Là GLD. Chân này tôi thấy nó thông được âm tụ, đó là GLD đúng không? GLD. Ví dụ hai chân này nó thông được âm tụ, tôi gọi đó là GLD. Được chưa? Có giò là cái chân nào nó thông thẳng với biến áp không? Mà nó lại đo nó lại thông đến 300V không? Đấy là chân gì ạ? D. D. Hai chân này thì nó là một. Sau lại dò một cái chân mà nó lại chạy đến qua một con diốt nó mới đến biến áp. Thì đấy là chân gì ạ? Vâng. Đấy là các anh biết dò là gì này. Đúng không? Cái chân nó bỏ trống thì gọi là gì ạ? Vâng, là C. Cái chân mà nó chạy đến chân 4 photo quang. Xong cái chân photo quang, chân 3 photo quang nó đi xuống mắt thì chân đấy nó gọi là gì ạ? FB cộng. Cái chân mà nó đi qua trở xuống mắt thì nó không có tên. Nhá. Yeah. Chân đấy nó không có tên. Nhá, yeah. Cho tên là gì được. Nhá. Yeah. Thế bây giờ cái chân này thì tôi không qua không cần nữa bởi vì tôi tìm đủ 4 chân rồi. 1 2 3 4 rồi. Đúng không? Tôi bảo tôi chỉ cần tìm đủ 4 chân thôi mà. Chân thừa thì bỏ đi. Thế bây giờ như này. Nó lại không phải là FB cộng, tức là nó không thông về chân 4 mà nó lại thông về chân 3. Thông về chân 3 sau đó chân 4 nó lại không phải là thông về nó lại thông về một chân khác hay là cái khác. Ta hiểu là thông về chân 3 thì gọi là gì ạ? Và em định chữ là vấn đề là tôi gặp ở đây này. Đây đứng khác cái đây. Đây thì cộng, đây là chữ. Có cấy được hay không? Đấy. Thế thì ta hiểu thế nào là em định cộng, thế nào là em định chữ. 4 3. Nếu 3 chập xuống mát thì chân nào mà thông với 4 thì nó là em định cộng. Hiểu chưa? Nhớ nhá. Còn nếu chân nào nó thông về chân 3 mà chân 3 nó không đi xuống mát thì dĩ nhiên nó là FB trừ, tôi hiểu không ạ? Thế còn chân này nó là chân gì ạ? Nó đi vào đâu ạ? Nó sẽ đi vào một chân nào đó và chân đó nó sẽ là cái chân cấp nguồn. Thậm chí nó có thể không phải là đi về AC mà nó đi về một cái nguồn điện. Có phải là có cái máy nó thế này không? Nó không đi về AC không? Mà nó thế này không? Có phải thế này không? Có cái máy gì đấy nhỉ? Đây tức là cái chân 4 ấy, nó không đi về AC mà nó đi về một cái nguồn điện như thế này này. Có phải thế không? Rất nhiều máy nó thế này đúng không? Thì cái chân này nó chỉ là cái chân lấy điện thôi. Lấy điện dương. Đấy, bây giờ ta cải tạo. Vấn đề là như này. Nó đang mà FB trừ. Bây giờ mình dùng cái FB cộng mình cấy. Cải tạo như nào? Mọi người nhớ cho tôi cách cải tạo như này. Nếu như mà thằng này nó còn thông đến cái chân gì đó thì phải cắt mạch nó đi, không thì cứ đem chập cái này. Chập chân 3 xuống đất có ảnh hưởng gì không? Nếu có ảnh hưởng gì không, bởi vì cái chân này nó thông ở đây nhưng mà đằng nào cũng tháo cái chân này ra rồi thì không ảnh hưởng gì đúng không? Bây giờ chân 4 nó dĩ nhiên nó trở thành FB cộng, nhưng mà bây giờ thông nối vào đây thì bây giờ phải làm gì nữa ạ? Như thằng này có được không ạ? Có được không ạ? Anh phải làm cái động tác gì nữa ạ? Anh phải cắt mạch đi chứ không nó thông vào đây à? FB cộng nó lại thông vào cái nguồn này. Anh phải cắt mạch đi. Đúng chưa? Cắt mạch đi. Còn trường hợp nó thế này này thì không cần cắt mạch này. Nó không phải là về cái nguồn này mà nó chạy về IC này. Thì tí anh tháo IC rồi thì lần nào nó cũng rỗng chân này rồi. Đúng không? Tức là IC là nó thường thường là có một chân và nó cấp điện vào chân 4 này, người ta hay gọi chân đấy là chân VRES. Thế thì nếu như nó về cái chân này này mà nó không phải là chân có cái hồi tiết từ đây về này, thì nó chuyển chân VRES thì anh tháo IC thì nó rỗng rồi, không cần cắt. Thế nhưng mà nếu mà thế này thì anh lại cắt này. Nó là chân VCC ở đây chẳng hạn, tôi lấy ví dụ nó không phải VCC ở đây mà nó là VCC ở đây chẳng hạn. Thì ở đây nó có cái con diode, nó có tụ.
để nó cấp điện cho chân VCC và đồng thời nó cũng lấy điện luôn chân VCC và chân 4 này. Nên thì cắt nó đi chứ, đúng không? Không thì chân FB với chân VCC nó thông với nhau này. Nên hiểu chỗ này không ạ? Cắt đi, cắt những cái con dao lam, lấy con dao chỗ khía một cái và nó cắt cái mạch này đi. Sau đó là ta phải thêm một con tụ này nữa, bởi vì cái FB cộng nó bao giờ phải có tụ gốm lọc từ đây sang đây. Đấy, cái FB trừ thì nó không có, nhưng mà FB cộng bao giờ có tụ. Thì là đấu 43 thêm cái tụ nữa. Tụ này có thể cho là 2.2 la lô là được nhá, để nó tránh hiện tượng điện nó dập dờ. Thế thì cấy thì khó nhất là cái gì ạ? Khó nhất là cái khâu gì ạ? Có phải là một con xe lổ xe rồi, một con xe lổ rồi không có trị số nữa thì khó nhất là cái khâu gì ạ? Đối với các anh khó nhất là khâu gì ạ? Có phải là cái khâu này không? Có phải khâu là mình xác định chân này không? Tức là anh làm sao xác định đây là mát, đây là D, đây là FB. Và cái khó thứ hai là nếu như chẳng may nó rơi vào FB trừ thì các anh làm sao đó? Anh cải tiến để nó đổi thành FB cộng, có phải không? Và hai cái đấy là cái khó nhất. Giờ làm mẫu cho cái nhỉ?